Hi, chào các bạn. Hôm nay Chùm Máy Cổ .vn sẽ giới thiệu các bạn dòng điện thoại Nokia 88 Men A. Hàng này hàng zin chính hãng nha các bạn. Men A là men không có 3G nhưng vẫn là chính hãng, chứ không phải là Men A như những nơi khác là men Hồng Kông, men nhái rồi phong chữ rất xấu nha. Và đây dễ không vô hàng zin Men A rất đẹp nha. Màu gold và màu nâu. Giá hiện tại là bên shop đang bán là màu gold là 7 triệu 3 nha. Còn màu nâu này là 7 triệu. Ok, cảm ơn anh chị đã xem clip. Anh chị nào cần thì vào website xem nha. Những dòng điện thoại cổ khác nha. Và anh chị quan tâm sản phẩm thì qua cửa hàng coi. Cảm ơn anh chị xem clip.